Hello anh em, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2020. Thì bên dụng cụ cầm tay NT cũng mới về mấy cái sản phẩm, chẳng hạn như là mấy cái máy cắt nhôm lưỡi 380 nha anh em, lưỡi 382 ha, máy cắt nhôm. Đó, con đó thì xoay 45 độ. Với lại mấy cái máy vuốt gỗ, rồi mấy cái máy cắt mộng cũng như là đủ loại luôn, rồi mấy cái máy thẩm cuốn, là mấy cái dòng này là đời cũng như là đời này là khá cao nha anh em. Đó, mấy cái đời model này khá cao, theo như anh em mà nhìn vô thì mấy cái sản phẩm này anh em cũng đã biết rồi. Thì bây giờ mình cũng xin vô chi tiết mà cho anh em xem luôn một cái ngoại hình, và mình sẽ báo giá trực tiếp trên đây luôn cho anh em. Đầu tiên là một cái con này là cái con máy nhôm anh em, mà lưỡi là lưỡi 382. Đó, cái dòng Hitachi ha, con này nó có thương hiệu là Hitachi. Vô lấy cái đó, có thương hiệu là Hitachi. Rồi mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình. Thì con này á, thì nói chung á là cái đồ của nó còn rất là đẹp anh em. Đó, anh em mà nhìn những cái mâm này á, là cũng như là còn zin hết toàn bộ nha anh em. Đó, mấy cái mâm này cũng như là mình chưa có qua vệ sinh gì hết, cũng như hàng về là mình sẽ lên trực tiếp cho anh em luôn. Đó, cũng như là máy móc là cũng như là mình chưa từng mở một con ốc bất cứ cái máy nào trong một cái clip bữa hôm nay ha. Đó, với lại chẳng hạn như những cái máy mà cái dòng máy vuốt gỗ Makita. Đó, con đó thì nó chỉnh lên xuống bằng điện luôn ha. Rồi mấy cái máy này cũng như là chưa có máy nào mình đã mở một bất cứ con ốc nào, chưa từng mở một bất cứ con ốc nào ha, cũng như là mình lấy về là mình phục vụ luôn cho anh em. Rồi, đầu tiên là một con này là Hitachi nè. Con này thì sẵn ở đây thì mình cũng xin đọc cái thông số của nó luôn. Đây này, con này là Hitachi. Con này thì dùng điện 100V ha. Nó là 50-60Hz, là cũng như là nó 10 công suất của nó là 14A, là tương đương 1130W, 1330W. Đó, vận tốc con này thì nó lên là tới 3400 vòng trên phút. Lưỡi dùng lưỡi là lưỡi 380 nha anh em, lưỡi 380 ha. Rồi lấy cái kìm giật cái đầu dây, này muốn thục rồi. Rồi thì đối lại con này thì cái mâm xoay nó còn rất là nhẹ nha anh em. Đây, đó, cái mâm xoay đấy còn rất là nhẹ. Rồi sẵn đây mình quay cái mâm xoay luôn cho anh em xem, rồi quay vòng vòng sau lưng luôn. Đó, đó, quay toàn thể hết cái máy đi cho anh em ta xem. Đó, đây là cái phần sau. Thì đối với lại cái con máy cưa Hitachi này á, thì con này á, thì nó không có chức năng nghiêng nha anh em. Đó, nó chỉ là có chức năng là xoay 45 độ, xoay mâm 45 độ thôi. Ai mà làm cái này. Đó, anh em thấy không, máy móc là cũng còn đồ cũng khá là tương đối ha. Sao cái này thấy ghê vậy. Đi đâu mà máy rồi thì cũng như là máy này thì nói chung là cái phần này là do bên Nhật nó sử dụng, là không biết nó làm sao mà nó cắt cái chỗ này. Đó, mình cũng chỉ rõ cho anh em, không biết nó cắt cái phần này ha. Đó, giờ với lại là cũng như là mình cũng nói rõ luôn cho anh em là cái phần hộp này nè. Cái phần hộp này nè, đó, nó về cũng như là nó bị dính sơn. Đó, cũng như là cái máy nó nhìn không có được đẹp. Đó, mình có sơn lại một cái nắp cà te này. Đó, mình nói thẳng cho anh em biết ha. Đó, mình sơn lại một cái nắp cà te nè. Đó, một cái nắp chụp lưỡi ha. Rồi còn phần về mà nói về mấy cái động cơ là mình sẽ bao rim cho anh em toàn bộ hết. Mâm mít rồi bao rim cho anh em. Mình chỉ là cũng như là mình dọn, mình làm cho máy nó phù hợp với lại một cái thang máy của mình đang lên cho anh em xem. Đó, làm cho nó phù hợp, cho nó dễ coi thôi. Chứ ngoài ra là không có gì hết. Đó, động cơ là nguyên thủy, nguyên bản. Rồi sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Thì đối với lại cái con máy số 1 này á, cưa gỗ mâm xoay này á của Hitachi á, lưỡi 380 này thì mình có giá bán cho anh em là 2 triệu nha anh em. 2 triệu ha. Đó, có giá bán cho anh em là 2 triệu. Rồi,
Đây là cho anh em xem qua một cái phần lưỡi của nó. Thì cái lưỡi của nó đây, sẵn đây là mình cũng kiểm tra luôn cho anh em. Thì cái lưỡi này á, theo mình có nhìn sơ qua rồi, thì cái hợp kim nó còn rất là đều nha anh em, nó không có bị tì vết gì hết, hợp kim còn đều rang hết ha. Lưỡi 308 mà hợp kim là không có bị mẻ ha, tì vết gì hết đó. Thì về anh em cắt rất là sướng đó. Ok rồi, bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem nè. Cái dây điện sao nè, máy thắng là rất là ok nha anh em. Máy thắng rất là ok. Rồi sau đây là con cũng như là mình cũng xin cắt một hai đường gỗ cho anh em xem chơi thôi. Thì đối với lại cái máy này, đối với là mấy cái gỗ mà nhỏ nhỏ về thì nó cắt cũng rất là nhẹ nhàng. Anh em nè, nhìn cái lưỡi của nó cắt rất là đẹp ha. Nhìn cái lưỡi của nó cắt rất là đẹp. Đây đó, cái đường mà nếu mà tính ra cái đường mà nó cắt 45 độ của nó là rất là chuẩn nha anh em, chuẩn chi tiết luôn 100% luôn, nó cắt khích rịch luôn anh em thấy không đó, cái đường cắt rất là chuẩn. Rồi thì mình cũng cắt một hai đường cho anh em xem chơi vậy thôi, chứ đối với cái máy này thì giờ anh em mà làm công việc này rất là ok, rất là ngon. Rồi con số 1 Hitachi chưa cắt nhôm mâm xoay 45 độ ha, nó chỉ là mâm xoay 45 độ thôi, còn nghiêng là không có nghiêng nha anh em. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu. Cái lưỡi của nó là dùng cái lưỡi 380. Rồi đem đây. Ồ mới vậy mà không có nhìn không đâu. Rồi tới kế tiếp là cái con này là số 2 anh em ha, con số 2. Con này là máy vuốt gỗ nha anh em. Đó, máy vuốt gỗ của Makita. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu. Rồi sau đây là mình sẽ tả về cái công suất và cái chức năng của cái máy vuốt gỗ này. Đó thì đối với lại cái máy vuốt gỗ này thì đây nó có thông số đây nè. Nó dùng điện 100V, công suất của nó là 953, là tương đương là 860W nha anh em, 860W. Thì đối với lại cái máy vuốt này thì cái vận tốc mà của nó là nó đi là 7.0m/s. Đó, 7.0m/s. Thì con này thì nó dùng lưỡi là lưỡi 180 nha anh em. Đó, cái lưỡi vuốt của nó là lưỡi 180 ha. Đó, cái lưỡi vuốt của nó là lưỡi 180. Thì con này nếu mà nó nâng được chiều cao quá là cho anh em là được 90mm. Đây, nó để 90mm. Ha. Rồi bây giờ mình cũng thao tác mình sẽ không, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình trước đi ha. Đây là hai cái bàn đỡ của nó ha, hai mâm đỡ của nó. Đó, hai mâm đỡ đó, đây là cái cử nó ở đây. Đó, cái cử nó ở đây ha. Rồi đây bên đây là cũng có cái mâm đỡ bên đây. Đó. Anh em mà muốn sử dụng là anh em buông hai cái mâm ra. Sử dụng những gỗ lớn buông hai mâm ra. Đó, đây là cái phần mặt sau của nó. Thì con này đây, nó ở bên đó về là nó còn nằm ở trên một cái đế gỗ nha anh em. Đó, còn đế gỗ luôn này, nó còn mấy cái chân ốc luôn. Là giờ về anh em chỉ bắt vô trong một cái cơ sở, cái chỗ mà anh em cần để là sử dụng thôi. Rồi, bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem nè. Con này thì giống như là máy này mình sẽ bao cho anh em là chưa có đụng một con ốc, bất cứ con ốc nào ha, chưa có đụng một con ốc nào hết, là cũng như là zin toàn bộ hết. Đó, dây của nó là dây zin của nó, dây dài cũng khoảng 5m nha anh em. Đó, dây này cũng dài cũng khoảng tầm 5m. Rồi. Đây, bây giờ mình sẽ chỉnh chức năng mà tăng hạ lưỡi của nó, chỉnh bằng điện ha. Up down nè. Up là lên. Đó, anh em thấy không? Đó, nó lên rất là nhẹ nhàng.
đớp đau rồi chở chở về, đau là về nha anh em. Ok rồi, chức năng on off là cũng như là máy hoạt động nè, cũng như nó chạy băng á, nó chạy cái băng dưới không, để bây giờ mình up lên là lại đi, rồi anh em mình sẽ cho cái băng dưới nó chạy cho anh em xem. Đó, bắt đầu cái này băng dưới nè, hai băng dưới. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vô, nó vuốt một hai đường gỗ cho anh em xem. Đó thì cái lưỡi này cũng như là mình là riêng hết, cũng như là mình chưa có mài qua luôn. Thì nếu mà anh em mà muốn muốn ngon á, thì anh em về chịu khó anh em mài cái nữa là cũng như là nó rất là ok, rất là bén. Đó cũng như là lưỡi này đó là mình sẽ bao cho anh em là không tì vết gì hết. Nó cũng như là còn láng o luôn, nó còn rất là bén, nhưng mà có cái là theo như cái ý của mình đó là về anh em sẽ mài lại là anh em sử dụng là nó còn ok hơn nữa, nó còn ngon hơn nữa ha. Rồi bây giờ mình cũng xin test một cái khúc gỗ một hai đường bào cho anh em xem thôi. Đây ra miếng à, ok rồi bắt đầu mình sẽ test cho anh em xem ha. À. Màu nó đi nguyên một đường luôn, nó vuốt nó rất là đẹp, mà cái gỗ mình nó rất là mịn luôn nè, đó rất là bóng luôn ha. Đó khi mà anh em mà thấy á, mà nếu mà cái vuốt hết ăn mấy rồi á, thì anh em sẽ hạ xuống, hạ cái bàn xuống tí đó, rồi mình bỏ vô vuốt không. Có cũng như là cái lưỡi này là coi như là mình chưa có mài qua, mà mình tính thấy cái độ vuốt của nó cũng còn rất là ok anh em. Anh em thấy không? Đó nó vuốt rất là móng, rất là mịn luôn. Nó láng o luôn nha anh em. Đó có thể là như vậy là anh em để anh em phun bêu vô là anh em sơn luôn ha, khỏi cần qua để nhám gì hết đó. Nó vuốt rất là bóng, rất là láng. Thì cái này đó mình cũng có nói sơ qua cho anh em. Nè anh em muốn mà về, mà nếu mà anh em mà muốn để như vậy anh em vuốt luôn cũng vẫn được. Còn mà nếu mà anh em muốn ngon hơn nữa thì anh em chịu khó mở ba con ốc ra. Đó, ba con ốc ra là anh em mài cái lưỡi lại, cũng như vệ sinh cái lưỡi lại cho nó ngon. Rồi nó lúc đó nó còn màu, còn nó đi còn ngọt hơn nữa ha. Cái này là cũng như là riêng mình chưa có vệ sinh, chưa có mài lưỡi. Đó mình nói cho anh em hiểu rõ ha. Nhưng mà nó vuốt cũng rất là ok. Rồi thì đó là con số 2 máy vuốt gỗ Makita. Con này thì nó dùng điện 100V, công suất của nó là 860W. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu nha anh em. Đó cái lưỡi vuốt của nó là lưỡi 180 ha, cái lưỡi vuốt của nó là lưỡi 180. Đó. Rồi cái năng hạ bàn á là cũng như năng hạ bàn là cũng như nó lên là được 90 theo cái thông số của nó để. Đó, theo thông số của máy, chức năng máy của nó để. Rồi cái nút bên đây là nút mà nhà lên xuống, nút mà up là cũng như lên, đau là xuống, còn on off là chức năng mà mở máy mở băng nó chạy ha. Rồi thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu nha anh em. Rồi kế tiếp là mình sẽ cho anh em xem qua một cái ngoại hình, một con số 3 đây.
Đối với cái một cái con số 3 này á thì con này á thì máy cắt mộng nha anh em. Đó, máy cắt mộng của hãng Makita. Đó, có thương hiệu là Makita. Thì con này nó có cái thông số là 1420W. Đó, 1420W. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 5 triệu. Đó, thì đây thì mình xin đây là mình cũng đọc một cái thông số luôn. Con này là của hãng Makita, thì cái model của nó là 5500S. Đó là cũng như là 5500S, 5500S ha. Nó dùng điện là 100V, công suất là 15A. Đó, cũng như mà tương đương là 1420W. Đó, con này vận tốc của nó là 1650 vòng trên phút. Đó, nó là hai tốc độ ha, hai tốc độ 1650 vòng trên phút và tốc độ 2200 vòng trên phút. Thì con này á ở cái lưỡi ngoài thì nó có thông số như sau. Lưỡi trong thì thông số là 235 mili, là 2 tắc 35 nha anh em. Còn ở ngoài là 180 mili, là cũng như là 1 tắc 8 nha anh em. Đó, con này á thì mình nói rõ. Là cũng như là ở đây thì mình cũng xin mặt trước mình cũng xin mở cho anh em xem luôn. Đây. Cái lưỡi của nó còn rất là đẹp mà rất là mới luôn. Cái này là riêng luôn, hai cái lưỡi này mình chưa có mở qua luôn nè anh em. Đó, chưa có mở qua luôn mà cái máy rất là đẹp. Đó, cái lưỡi của nó nè, không có tì vết gì hết, lưỡi là còn rất là keng. Đó, thì đối với lại hai cái lưỡi ngoài nè, lưỡi 1.8 nha anh em. Đó, hai cái lưỡi trong là 235. Đó là công suất 2 tắc 35 ha. Thì đối với lại con này á thì nó có chức năng hay cái gì, là cũng như là anh em mà muốn cho chạy 4 lưỡi cũng vẫn được, mà anh em muốn cho chạy hai lưỡi bên trái cũng được, mà anh em muốn cho chạy hai lưỡi bên phải luôn cũng vẫn được. Đó, nó cắt là cũng như là một bên mộng, bên mộng bên trái bên mộng bên phải là đều được hết, hoặc là cắt một mộng trung tâm, cũng như cắt đường mộng trung tâm cũng vẫn được ha. Thì đối lại cái máy này nó cũng rất là hay. Cái điểm đó là theo như mình đó, mình thấy cái máy này cũng rất là ok, nó thiết kế cũng hay. Rồi, còn cái phần mà cái bàn kẹp của nó đó, anh em thấy cái bàn kẹp của nó nè, cái này là riêng hết toàn bộ 100%, không có coi như là cái ốc mình còn chưa mở mà ha, nước sơn của nó còn rất là mới luôn. Đây nè anh em nè, nhìn nè, tay quay của nó rất là nhẹ đó ha. Đây rồi, cái này là cũng như là chức năng là anh em để anh em kẹp gỗ vô, anh em để anh em vô anh em cắt đó, anh em cắt ha. Còn cái phần này, phần bên đây á là chỉnh qua lại. Đó là cũng như là ngay đây là ngay tâm giữa. Đó, nó chỉnh là được nó chỉnh là được một bên là 2 phân nha anh em. Đó, nếu mà anh em mà bên đây á là 5 phân. À, bên đây 5 phân chứ. 2 phân à. Đó, nó chỉnh mỗi bên là được 2 phân ha. Đó, anh em bên trái 2 phân, về bên phải cũng 2 phân. Đó. Đây. Không. Ấy, không phải. No, sorry anh em. Cũng như là nó chỉnh là được 50 nha anh em. Nó là khoảng 5 cm ha. Đó, chỉnh được 5 cm. Đó, bây giờ mình về cái tâm giữa của nó đi ha. Về không đi. Đó là nó ngay tâm giữa, ngay cái mục tiêu của cái lưỡi của mình. Đó, ngay cái mục tiêu cái lưỡi của mình đi lên. Rồi điểm cái này là một cái bàn kẹp ở dưới. Đó, cái bàn kẹp dưới là cũng như là khi mà anh em muốn cắt mộng để đưa vô luôn cũng được ha. Đó, anh em cắt mộng đưa vô thì anh em đẩy vô. Đó, cắt đưa đẩy vô. Đó ha. Đó, như là cũng như còn rất là trơn tru luôn, rất là nhẹ nhàng ha, đối với lại cái máy này. Đây. Thì đối với cái máy này á, thì nó có cái đặc điểm như sau, là cũng như là nó hay là hay cái gì. Có cũng như là nó có hướng dẫn trên đây. Nè anh em thấy không? Đó, cái hướng dẫn của nó đây nè ha. Nhưng mà hướng dẫn trên đây á, thì bây giờ nó nếu mà biết nhìn á, người mà biết xài biết nhìn á thì nó dễ, còn mà nếu mà không biết nhìn không biết xài á thì nhìn trên đây nó cũng hơi khó. Thì sẵn đây mình cũng giải đáp luôn cho anh em một cái vậy. Đó là cũng như là một căn bên đây ha. Đó, cần bên đây là anh em chỉnh nè, ra vô một bên nè. Đó, một bên một. Anh em thấy không? Là con này là nó chạy hai vùng độc lập, cũng như là anh em muốn chạy cho chạy một máy bên đây. Đó, cho chạy một máy bên đây cũng vẫn được, mà anh em muốn cho chạy một máy bên kia cũng vẫn được. Đó, đây là một cái vùng độc lập bên đây. Ha, cũng cần chỉnh bên đây. Đó, rất là ok. Rồi còn bên đây mình sẽ cho anh em xem. Còn bên đây là anh em mở vô bên đây, thấy không? Đó. Thì đối với lại con này á, nếu mà anh em khép vô á là nó rất là khít nha anh em.
đó, nó khép vô là rất là thích hai cái lưỡi mình á, nó chỉ là nó còn phăng thôi. Còn mà nếu mà anh em mà nào mà nếu mà muốn nữa, nếu mà muốn cho nó vô khích nữa thì cũng vẫn được, cũng không có gì khó, đơn giản ha. Thì anh em ở con ốc đây, ốc canh ở đây, đây nè, ở đây nó có con ốc canh đó, anh em cứ xả ra là cho cái hai cái lưỡi mình nó sẽ khích vô. Thì mà thường thường á thì anh em cũng không có làm cái mọng mà nhỏ dữ lắm đâu, anh em làm cái mọng mà cỡ chừng một phân là cũng như là đã nhỏ rồi, đã mỏng rồi. Thì cỡ này thì theo mình nghĩ cỡ này là nó thích hợp đó, cỡ này là nó thích hợp ha. Rồi bên đây nè, anh em thấy cái hướng dẫn bên đây, công tắc mình có hai công tắc đây, một công tắc chạy bên phải và một công tắc chạy bên trái. Còn mà anh em mà muốn chạy mà bốn lưỡi thì anh em phải nhấn on hai nút là nó sẽ chạy bốn lưỡi đó. Cái này là mình thấy là cái mình công nhận là cũng như là mình thấy cái máy này thiết kế cái này là rất là hay ha. Đó. Rồi còn cái phần mặt sau của nó đây, rồi cái phần mặt sau của nó nè, anh em thấy máy còn rất là đẹp, nước sơn nè. Máy này theo mình đánh giá là cái máy này khoảng trên 80% anh em, trên 80% luôn đó. Anh em nhìn tới cái nước sơn của nó nè, còn rất là bóng mà rất là đẹp luôn. Là nước sơn này là mình sẽ bao cho anh em làm nước sơn zin nha, có như là mình sẽ bao cho anh em nước sơn zin 100%, không giảm giá, không có mà đụng tới con ốc đối với lại cái máy này. Rồi anh em nhìn nè, cái tay nó rất là nhẹ nhàng đó, anh em thấy không, ống nhúng của nó, hai cái ống nhúng của nó, ống nhúng của nó còn quá đẹp anh em đó. Ống nhúng của nó liền băng luôn từ trên tới dưới, không bị nứt vỡ gì hết đối với lại hai cái ống nhúng này. Thì cái máy nó còn mà mới như vậy thì anh em cũng đã hiểu, anh em cũng đã hiểu rồi ha. Đó, máy mà ít sử dụng thì mấy cái này nó cũng hay, còn ngon rồi. Rồi thì đối con này thì dây của nó là tầm khoảng 5m nha anh em, dây này dây zin luôn ha, dây zin toàn bộ. Con như máy này, những cái máy mình lên cho anh em bữa nay là cũng như là nó zin từ A tới Z. Rồi bây giờ sẵn đây là cũng như mình sẽ cắm điện vô luôn, mình sẽ test cho anh em, mình cắt chơi một hai đường mộng cho anh em xem đó, mộng trái mộng phải ha. Đây quay vô đi, mình không có gỗ anh em ơi. Thì bây giờ mình chỉ cắt sơ qua một đoạn đó, cắt sơ qua một đoạn để cho anh em xem thôi ha, chứ mình không có gỗ. Đây cái đầu anh em kẹp vô ha. Bây giờ anh em muốn cắt đây rồi, không được, cắt ở đây chứ đây đó, cái này mình chỉnh qua. Nhỏ quá cây nhỏ quá đó, đưa vô thôi, vậy đưa vô luôn đi cho nó không được, vậy đưa vô không được. Rồi đây nè, bây giờ mình sẽ chỉnh sơ rồi mình cắt qua một hai đoạn gỗ cho anh em xem thôi ha. Cây nó nhỏ quá, cái này có bàn kẹp lại càng không hết. Rồi bây giờ mình sẽ mở chế độ cho anh em xem ha. Nè bây giờ nó chạy, máy chạy bên nè đó, nè thấy không, máy mình sẽ nó chạy một bên ha. Rồi mở bên đây đi, mở bên đây đi, mình sẽ chỉnh cho nó ăn một bên cho anh em xem. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho nó ăn một bên nè. Okay. Anh em thấy không? Đó, nó cắt nó ăn một bên nè, một bên mộng nè. Anh em cái thao tác này cũng rất là hay nè. Thường thường cái mộng mà mộng L này anh em cũng thường hay sử dụng nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt qua một bên bên trái. Đó, bây giờ mình sẽ cắt qua một bên trái cho anh em xem. Đó này ra. Đưa này vô. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nút on. Mình sẽ mở cái nút on bên trái nha anh em. Đấy. Đó, mình thấy không?
Rồi, rất là đơn giản ha. Đó, mở màn bên trái. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác mình cắt mỏng trung tâm cho anh em xem. Đây là mỏng trung tâm. Đó, cắt mỏng trung tâm luôn cho anh em xem ha. Đây. On hai cái. Đây qua đây hướng dẫn cho anh em. On hai nút nha anh em. On hai nút. Chạy 4 lưỡi. Đây là mỏng trung tâm anh em. Đó, nếu mà anh em mà có cái máy này á, thì anh em cũng như anh em một ngày cái công việc của anh em á, làm là không biết là bao nhiêu một cái bàn cái tủ ha. Cũng như là nó đưa nó cắt một cái mỏng á, rất là đơn giản, chưa được một giây nữa là cũng như là xong cái mỏng rồi. Ok. Thì đối với lại cái máy Makita này á, là cũng như theo mình nghĩ là cũng như là nó rất là đẹp mà cũng rất nó hoạt động rất là êm ái luôn anh em ha. Cũng như là mình chỉnh chế độ tự do luôn, cắt mỏng chỉnh chế độ tự do luôn, muốn chỉnh bên nào chỉnh, đó muốn cắt bên nào vừa cắt. Rồi thì đó là con số 3 máy cắt mỏng Makita, thì con này nó có thông số là 100W, công suất của nó là 1420W ha, 1420W. Thì nó dùng hai cái lưỡi mà lưỡi trung tâm á, nó dùng hai cái lưỡi trung tâm là lưỡi 235. Còn hai cái lưỡi ngang của nó, hai lưỡi ngang của nó là lưỡi 180mm. Thì con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 5 triệu nha anh em. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 5 triệu. Cái máy này theo mình đánh giá là khoảng trên 80% anh em. Đó, rất là đẹp, rất là ok. Có cái chân chân gỗ, chân đế gỗ sẵn luôn. Đó, nó có 4 cái này, con ốc nó bắt sẵn ở bên đó ha. Thì đối với anh em mà lấy cái máy này về rồi, cũng như là cái anh em cứ bỏ vô trong xưởng xài thôi. Nó có đồ này kia đầy đủ hết rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ qua tới một cái con số 4 anh em. Đây, một cái con số 4. Con này thì máy thẩm cuốn đời cao anh em. Con này thẩm cuốn đời này là có như là đời này cũng tương đối thôi. Đời này cũng như là nó xích coi. Rồi, mình sẽ cho anh em xem qua một cái hình con máy cắt gỗ số 4 đi. Rồi, ý là máy thẩm cuốn số 4, rồi mình sẽ cho anh em xem một chi tiết rõ hơn. Ha, rồi quay sơ lược qua cho anh em xem đi, từ trước ra sau bây giờ. Đây là miếng này là miếng nó là bảo vệ lưỡi ha. Bảo vệ lưỡi với là bảo vệ cho nó an toàn á. Là miếng này nó bằng nhựa. Ha, cái miếng này đó, miếng bảo vệ này bằng nhựa. Đó thì mấy cái máy mà đề cao đó, thường thường là mấy miếng này bằng nhựa không à. Đó anh em nhìn cái nguyên cái tủ của nó nè, nguyên cái kinh của nó nè, anh em cũng đã biết cái máy này cái dòng nó là nó cái model nào rồi ha. Đó, đây là nó khi mà nó thẩm bên đây á, là nó cái dâm bào nó sẽ bắn ra đây luôn. Đó, nó sẽ bắn xuống đây luôn, bắn trực tiếp xuống đất luôn. Đó cũng rất là đơn giản, cũng rất là hay đó, chứ nó không có bắn ngang hay là gì hết. Cũng như là cái này nó thiết kế cái mẫu này cũng rất là hay nè. Rồi qua đây quay mặt trước đi, đọc thông số cho anh em ta luôn. Thì đối với lại con số 4 Makita này, thẩm cuốn này thì nó có cái model là 2033 nha anh em. Đó, 2033. Con này thì sử dụng điện 100W, công suất là 15A, là tương đương là 1430W ha. Con này thì nó chạy hai tốc độ. Một tốc độ là 7000 vòng trên phút và tốc độ 8000 vòng trên phút. Đó thì con này á, thì tốc độ so với tốc độ 7000 vòng trên phút á, thì nó chạy được là 11.5m trên phút. Đó, còn so với lại tốc độ nhanh thì nó chạy được là 8m trên phút. Đó. Ê, 8m trên phút là bên cái thẩm. Cái thẩm. Đó, bên cái thẩm. Còn bên cái cuốn là nó chạy là 11.5 mét trên phút. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem qua một cái ngoại hình. Thì đối với lại cái con này á, thì nó sản xuất năm 1990 anh em. Tháng 12 năm 1990. Đây, tháng 12 năm 1990. Nhưng mà đối với lại cái máy này á, thì theo mình nghĩ á, nếu mà cái thời điểm năm đó thì tới giờ mà nếu mà cái máy mình nó còn đẹp như vậy á, thì cũng rất là hiếm anh em. Đó cũng rất là cũng hơi hiếm ha. Đó, cái máy mình còn ngoại hình rất là đẹp.
đó, nước sơn là zin hết nha anh em, đó nước sơn zin hết toàn bộ luôn, coi như là mình để coi như là zin toàn bộ ha. Cái máy này mình chưa đụng con ốc. Rồi kế tiếp là thì con này á, thì nó có cái gồm bao gồm cái gì, thì con này á, thì nó còn một cái bộ lưỡi zin của nó luôn nè. Đây bộ lưỡi zin của nó là 320 nhân cho 35 nhân cho 3 mili. Đây bộ lưỡi zin nó made in Japan, lưỡi của Makita luôn nha anh em. Đây mình sẽ mở bộ lưỡi cho anh em xem. Còn cái lưỡi nó quá trời mới anh em ơi. Đây nè. Lưỡi là mới tinh luôn, chưa sử dụng qua luôn nha anh em. Chưa sử dụng qua luôn. Bộ lưỡi của nó, zin của nó. Thì anh em nào nếu mà có lấy được cái máy thẩm cứu này thì mình sẽ giao hết đồ lại toàn bộ cho anh em. Đây là mình sẽ cho anh em xem là những gì theo máy này ha. Một cái bộ lưỡi của cuốn của bên cuốn là 320. Rồi kế tiếp là cái này cái gì? Thêm một cái bộ này nữa nè. Rồi một cái bộ này á, là một cái bên thẩm anh em. Một bộ lưỡi này là bên thẩm 15 x 35 x 3 mili. Đây mình sẽ mở anh em xem luôn. Nhưng mà theo mình nghĩ là mấy cái lưỡi này chưa có, nó chưa sử dụng qua đâu. Đó, nó chưa sử dụng qua những cái lưỡi này nha anh em. Cái lưỡi nó còn mới tinh luôn. Cái hộp kim của nó nè anh em nhìn nè, nó còn sáng giới luôn ha. Nhưng mà do nó bỏ lâu quá thì nó cũng hơi bị rỉnh sét một tí. Nhưng mà mấy rỉnh sét chỗ này không ăn thua gì đâu, chủ yếu là cái lưỡi thôi. Ok anh em. Rồi thì cái này là món thứ hai, là kế tiếp là máy bao gồm theo là hai bộ lưỡi ha. Máy số 4 của thẩm cuốn bao gồm theo hai bộ lưỡi và một cái số đồ nghề linh tinh ở trong cái hộp này nữa. Đây đó, một số đồ nghề ở trong cái hộp này nè. Đó mấy cái chìa khóa này mình nghĩ là mấy cái chìa khóa chắc khóa chặn đó, mấy chìa khóa chặn để anh em mà chở mở lưỡi ha. Rồi mấy cái điếu nè, mấy cái này, mấy cái dụng cụ này chắc mình nghĩ chắc cũng cũng làm mở. Đây là anh em mở lưỡi nè, cái này là điếu để mở lưỡi nè. Rồi mấy cái tê đó, mấy cái tê để chỉnh lưỡi ha. Mấy cái lục giác nè, lục giác còn đâu 4 cây đó, 4 cây chìa khóa này kia thì đủ rồi. Có thước ke nữa anh em, đó có thước ke nè. Rồi thấy có lỗ trong đây nữa mà không biết nó làm cái gì ở bên Nhật. Chắc cái này nó, mình nghĩ chắc nó làm cái con canh quá, con canh để bên thẩm nè đó, nghĩ con canh bên thẩm nè. Còn cái này là cái hộp không có gì nha anh em, cái hộp này hộp không, ngoài ra không có gì hết ha. Đó cho anh em xem đó, ngoài ra không có gì hết, này là hộp không, coi như là nó nằm ở trong đây là cũng như mình sẽ kiểm tra ra cho anh em xem cái sản phẩm đi theo máy ha. Rồi thì cũng như là máy số 4 là nó bao gồm là những đồ là cũng như là mình đã cho anh em xem. Thì đối với lại con này á, thì bây giờ mình chỉ nói cái thông số của nó. Thì con này á, cái bên cuốn của nó là nó lên cái chiều cao của nó là được 27 cm nha anh em, 27 cm đó, chiều cao nó lên là được 27 cm ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lên cho anh em xem chiều cao của nó. Đây nè, hãy mà cái bàn mình lên bao nhiêu á, là cũng như là ở đây là có cái thước với là một cái mũi tên này á, là nó chỉ ngay cái số nào là cũng như là cái bàn mình nó cao bấy nhiêu nha anh em. Đây đó, còn rất nhẹ anh em nhìn nè, mấy cái ti của nó nè, ti này ti riêng nha, mình chưa qua vệ sinh nha anh em. Đó ti riêng của nó luôn ha, chưa có qua vệ sinh mấy cái ti này. Đây wow, 25 cm, 26 cm. Rồi ok, 27 cm anh em ơi. Chính xác luôn. Bởi vì Nhật nó tính không sai, nó tính là từ mm luôn. Ha. Nó tính là rất là chuẩn. Đúng là chính xác 27 cm. Rồi, bây giờ mình sẽ quay sơ lược ở dưới đây cho anh em xem một hai cái con lăn của nó. Đây. Hai con lăn của nó còn rất là mới anh em. Hai con lăn của nó đây. Hai con lăn của nó còn rất là mới luôn. Con lăn này theo mình nghĩ là nó hơi bị tiệt rồi đó. Nó rất là đẹp. Đó con lăn của nó nè, còn rất là mới. Anh em để lát mình sẽ quay chụp ở trên xuống cho anh em xem một cái lưỡi của nó. Rồi quay ở trên chụp xuống luôn đi.
Rồi cái này là khi mà anh em mà sử dụng bầu xong rồi đó, là anh em cứ bỏ gỗ ở đây, anh em đẩy qua bên người kia, người kia đẩy lại, coi như là nó có hai con lăn đây là cũng rất là nhẹ nè. Rồi mình sẽ mở ra cho anh em xem nè, bên trong đó động cơ máy, đó động cơ máy anh em là nhìn nè, khá là tuyệt vời, mới toan, cổ gớp của nó, quay thấu vô cổ gớp nó cho anh em xem luôn, còn rất là mới đó. Mà anh em nhìn cái màu của nó như vậy là anh em cũng tự đánh giá, anh em cũng hiểu rồi, nó mới tinh luôn đó. Anh em nhìn hai cái màu cái động cơ máy của nó nè, nó còn rất là đẹp. Rồi sau đây là mình sẽ thao tác cho anh em xem một cái lưỡi của nó đây nè. Anh em nhìn cái lưỡi của nó nè, cái lưỡi là không tì vết luôn, hợp kim còn bóng dợn luôn, mà kèm theo một cái bộ lưỡi si cua nữa, là anh em về cái xài cái máy này hơi là hơi bị sướng ha. Rồi anh em nhìn mấy cái yếm nè, yếm mà nó yếm mà em mấy cái yếm này nè, nó còn rất là đẹp, ốc của nó còn đen thui hết ha. Đó máy này anh em nhìn thấy không, nhìn con này rất là mới nè, cái lưỡi hai nè. Đó, lưỡi hợp kim còn rất là đẹp luôn đó. Quay cho đấy cho anh em thấy không, hợp kim là không tì vết luôn. Rồi thì đối với là cái máy này á, thì theo mình nghĩ hay cái gì là cái con máy mà số 4 dòng Makita mà đời mà 2033 này á, thì nó chạy là hai motor vùng độc lập luôn đó, hai motor vùng độc lập, cũng như là bên khi mà bên cuốn chạy đó, bên cuốn chạy là bên thẩm mà anh em mà muốn không cho chạy là cũng vẫn được ha, cũng như là anh em muốn sử dụng mà bên thẩm không thì bên cuốn nó không chạy cũng được đó. Con này là nó chạy hai motor, hai vùng độc lập luôn, hai vùng riêng biệt luôn nha anh em đó. Cũng như anh em muốn sử dụng mà bên thẩm không thì anh em cứ mở công tắc bên thẩm, anh em mà muốn sử dụng mà bên cuốn thì nó sẽ động cơ bên cuốn nó sẽ hoạt động, rồi bên thẩm nó không chạy. Ok, khá hay. Rồi sau đây là mình test cho anh em xem cho máy nó khởi động ha. Rồi qua đây tài. Thì đối con này thì nó có chức năng là cũng như chức năng lô và hai, chức năng chậm và nhanh nha anh em. Đó là chức năng chậm và nhanh. Đây chức năng lô và hai. Ha, bây giờ mình đang chỉnh chế độ 2 nè cho nó chạy nó lẹ. Rồi bây giờ mình sẽ mở on lên cho anh em xem luôn. Cắm điện chưa? Wow, sorry anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vô nha anh em. Mình cắm điện mình test luôn cho anh em xem. Nè. Đó, máy hoạt động anh em thấy không? Cái loại là thắng từ luôn nha anh em. Đó cái máy này rất là, cái đời model này cũng rất là ok. Đó cũng như là thắng từ đồ này kia nó còn hoạt động rất là tốt. Thì đó là máy này máy đẹp mà. Thì anh em cũng khỏi phải lo về về anh em sử dụng ha, hoạt động ha. Rồi bây giờ mình cũng xin test bên kia luôn. Đây, qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho bên đây chạy nè. Đó cho chức năng mà bên thẩm chạy ha. Cái này bỏ đổ ở đây đi. Đó cho chức năng bên thẩm chạy ha, là bên cuốn nó không có chạy. Đây.
rồi sau đây là cũng như là mình sẽ hạ mâm xuống, hạ mâm xuống rồi mình sẽ test qua một hai đường bào cho anh em xem. Cái này có đinh không? Mình không có gỗ lớn nha anh em, coi như là mình lấy đỡ khúc gỗ này mình test cho anh em xem thử thôi. Thì máy này thì giờ anh em cái chất lượng mà hoạt động thì anh em khổ phải bàn rồi. Đó thì ở đây có cái cử nè, khi mà anh em mà kẹp gỗ đó, bao nhiêu là bắt đầu cái cử này nó chạy lên nha anh em. Cái thước đo nó chạy lên. Đây là anh em nhìn nè, khi mà nó kẹp đúng gỗ bắt đầu nó chạy lên. Thấy không, cái này là không nè, một phân nè, hai phân nè, ba phân nè, bốn phân nè, đó con này là nó khoảng bốn phân mấy anh em ha. Bây giờ đó, bây giờ mình cho nó đang cắn vô đi rồi mình sẽ cho máy nó hoạt động mà mình test luôn cho anh em xem. Tắt này lại. Tắt này lại là dâm nó bắn xuống đấy, xuống đất luôn nha anh em, dâm nó sẽ bắn trực tiếp xuống đất luôn đó. Cái máy này thiết kế rất là hay cái chỗ đó. Thì đối với cái máy này thì khi mà anh em mà bào mà thấy mà kiểu mà cảm thấy mà cái máy mình cái lưỡi bào mà nó không còn, nó còn ăn một tí thì anh em sẽ nhích cái mâm xuống đây ha, nhích cái mâm lên để cho nó ép miếng gỗ mình nó đẩy qua để cho cái lưỡi bào mình nó bào ăn được cái miếng gỗ của mình đó. Thì cái đó là cái công đoạn cái anh em chỉnh cái mâm của mình ha. Đó, chứ anh em mà về cũng như là mình hướng dẫn tận tình cho anh em để anh em về, nếu mà những anh em nào biết rồi thì thôi nó còn không sao, còn những anh em chưa biết anh em chỉ bào qua nó ăn được lần à, hoặc là lần thứ hai thôi, lần thứ ba bắt đầu nó sẽ mỏng đi là nó không còn bám được cái lưỡi bào của mình nữa. Rồi tiếp tục là qua một cái con thẩm anh em ơi, đây ở đây bên đây cũng thẩm. Ồ, có cây nào cái cây ở ngoài đó nó còn nó bự hơn không hả, có đinh không hả, con có đinh không, để có đinh cái mất cái mẻ lưỡi à. Rồi anh em ơi, mình gỗ là coi như là mình rất là khó, mình không có gỗ thì mình lấy cái khúc đỡ gỗ này mình test luôn cho anh em. Con có gỗ có đinh luôn nha, có đinh rồi đưa vào nó mất cái lưỡi à. Rồi bây giờ mình sẽ test bên cái phần thẩm cho anh em xem nè.
quá ngon anh em ơi. Anh em mà mua cái máy này về anh em xài hơi bị sướng đó. Rồi hồi nãy mình cũng chưa có cho anh em xem qua một cái ngoại hình cái lưỡi của con thẩm nè. Đó, cái lưỡi bên con thẩm cũng còn rất là đẹp luôn ha. Đó, hợp kim là điều rang. Đó, anh em nhìn ha, không có tì vết gì hết. Cái này là cũng như là mình chưa có vệ sinh qua luôn nha anh em. Cũng như mình hàng vừa rớt xuống là mình đem để phục vụ cho anh em luôn. Đó. Đây. Ok, quá ngon. Thì đối với lại con số 4 này á thì máy thẩm cuốn Makita này á có model là 2033. Thì con này nó sử dụng điện 100V nha anh em. Công suất của nó là 1430W. Thì bên thẩm của nó là được 155 ha, bên thẩm là 155. Rồi đối với bên cuốn là nó được 318, là cũng như là 318 mm, là nó phản được 3 tấc 18 nha anh em. Rồi cũng phản gần 3 tấc 2 đó. Nó 3 tấc 2, cái lưỡi nó là lưỡi 3 tấc 2 ha. Thì cái theo thông số thì để 318 thôi, nhưng mà cái lưỡi là lưỡi 3 tấc 2 ha. Đó đây. Rồi thì đối với con này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 10 triệu nha anh em. Đó, con này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 10 triệu. Đó, coi như chưa bao tiền phí vận chuyển nha anh em. Cũng như là mình báo giá trực tiếp luôn cho anh em dễ mua là giá 10 triệu. Đó, bao gồm là nguyên cái thùng lồng này. Đây, mình cho anh em xem lại. Một cái lưỡi bào bên cuốn và một cặp lưỡi bào bên thẩm và một cái số đồ nghề linh tinh của máy thẩm cuốn Makita này. Đó là sẽ bao gồm luôn cho anh em, mình giao cho anh em hết toàn bộ. Rồi tiếp tục là mình sẽ qua chi tiết qua một cái phần máy, con máy cưa bàn anh em. Cưa bàn con này là nó cưa bàn ha, con này là ở cưa bàn nó khá lớn anh em. Đó, khá lớn. Thì con này nó chạy động cơ là motor từ nha anh em. Đó, chạy một động cơ motor từ. Thì con này nó có cái hiệu là motor của nó là hiệu là Nationan. Thì đối với cái motor này á, thì nếu mà anh em nào mà có nhu cầu thì mình sẽ lên luôn 220 cho anh em. Thì con này nó có hai dòng điện ha. Một dòng điện 100V nè, một dòng điện 200V nè. Đó, nếu mà anh em muốn 220 thì nó khá đơn giản, thì anh em cứ mở ra dây ra là anh em cứ đấu dây lại là anh đi ra 220. Thì nó cũng đơn giản thôi ha. Thì nếu mà bây giờ là hiện bây giờ là đang dòng điện zin 110V. Đó, anh em có nhu cầu thì mình sẽ mở dây ra mình đấu lại luôn cho anh em 220. Thì con này nó có cái thông số là 0.75 kW, là 4B là nó là tôi chậm tua nó là 1400 vào 1700 nha anh em. Tua của nó là 1400 vào 1700 ha. Đó, tua 1400 vào 1700. Thì con này á, thì nó được sản xuất tại Nhật luôn, made in Japan luôn. Đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết qua một cái ngoại hình của cái máy máy cưa mâm này. Đó, máy cưa mâm này. Thì máy cưa mâm này á, thì nó có cái hiệu đi như sau là ở đây. Quay vô cái máy cưa mâm này nè. Con này á, thì nó có cái hiệu như sau là con này hiệu là Mercury nha anh em, Mercury ha, có hiệu là Mercury đây. Thì mấy cái hiệu này á, thì anh em mà nếu mà mấy cái máy cưa mâm thì anh em mấy cái hiệu này thì nó rất là đẳng cấp đối với lại cái hiệu Mercury này. Đó, thì cái thông số nó ở đây ha, cái này là không phải là thông số. Cái này là cái logo cái hãng thôi. Cái logo của cái hãng đó thôi. Chứ không phải thông số là nó sẽ báo trên đây. Thì con này á, nó sử dụng là mâm của nó. Cái mâm của nó là mâm đây, mình sẽ mở cho anh em xem. Mình cũng chưa xem cái mâm nó là bao nhiêu nữa. Thì con này nó sử dụng là mâm là 305 nha anh em. Đó, cái mâm cưa là 305. Ha. Nó mâm cưa của nó là 305. Thì cái mâm cưa này á, mình sẽ quay lên một cái lưỡi cưa cho anh em xem một cái ren của nó luôn. Cái ren của nó còn rất là ok. Thì đối với lại cái con cưa mà Mercury này á, thì nó con này thì nó có chế độ nghiêng 45 độ. Thì thường thường mà mấy cưa mâm mà anh em không có cần mà nghiêng 45 độ làm gì đâu. Đó, không cần nghiêng đâu. Nhưng mà con này thì nó nghiêng cũng xây mâm được cũng vẫn là ok đây nè. Đó, anh em thấy không? Nó xây mâm vẫn là ok ha. Đây, gọi lại đi. Rồi thì con này á, thì nó có cái độ mà chỉnh thước á. Đó, nó chỉnh cử á, rất là lẹ. Đây nè, anh em cái nắm nút này dặn ha. Còn mà anh em mà muốn mà chỉnh mà chẳng hạn như mình chỉnh để cho nó chính xác cái lưỡi cưa á, thì anh em kéo này ra. Đó, anh em chỉnh qua cái nút nhỏ bên đây. Đó, nó đi rất là chậm mà nó đi rất là chính xác luôn.
đó, cái bên cái phần nút bên đây ha. Còn mà anh em mà muốn mà chế độ mà chỉnh cử cho nó qua nhanh đó, thì anh em nhấn vô đó, anh em cứ kéo qua đó, gì rất là lạ. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác, mình sẽ nâng cái lưỡi lên đó, mình nâng cái lưỡi lên rồi mình sẽ cho mình kiểm tra luôn một cái hợp kim của nó. Đây thôi, lên cao đi, lên cao cho anh em xem cái ngoại hình của cái lưỡi luôn. Đây cái lưỡi nó nè anh em, bây giờ anh em cùng xem với mình ha, con lưỡi hợp kim của nó còn rất là đều luôn, rất là đẹp, mà cái lưỡi này cũng còn rất là sáng tài nha anh em đó, nước xi nó còn là sẽ còn chấm phiếu luôn. Đây nè, made in Japan ha, Gonto made in Japan đó, lưỡi là con gì rất là đẹp. Ok thì đối với con này thì nó bây giờ mình sẽ thông báo cho anh em biết rõ hơn là cái gì này. Máy của mình là coi như là nó là hoạt động là yên máy hết, coi như là không bị trì vết gì hết, nhưng mà có cái là nó hơi bị thiếu đồ, là thiếu một cái gì đây để cho mình quay cho anh em xem. Thì mà nếu mà anh em nào nếu mà cắt mà chẳng hạn như xả gỗ đồ mà chuyên nghiệp thì không có cần bên đây đâu, không có cần bên cái mâm, cái mà nó còn một cái mâm bên đây nữa ha, nó còn cái phần mâm bên đây nữa, nhưng mà có cái là hàng mình về thì cái mâm này nó không còn nữa đó, cũng như mình về mình ở mình coi hình sau là mình về y vậy đó, là nó không còn cái mâm nhỏ bên đây nữa. Thì cái mâm bên đây thì nó cũng có chế độ là nghiêng 45 độ đầy này kia đầy đủ đó, nghiêng mâm này kia xoay mâm đó, nghiêng mâm này kia đầy đủ, nhưng mà có cái là mình không còn ha, là có như mình nói cái điểm đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cũng như là cái đầu răng bên đây là không còn luôn đó, con tán á, con tán mà đầu con tán bên đây là nó không còn, với lại một cái cặp chén nó thì chỉ là còn chén trong thôi, còn chén ngoài là không còn luôn. Thì đối với là cái này thì cũng theo mình nghĩ cũng là rất là đơn giản thôi. Thì nếu mà anh em nào mà muốn cái này thì anh em cứ bây giờ theo như mình nghĩ là cái này mình anh em khỏi cần bỏ cái lưỡi cưa vô đó, anh em bỏ một cái cục đá đó, cục đá mài vô đây ha, anh em bỏ cục đá mài vô đây là anh em bỏ cái chén vô, anh em xiết con tán lại, là anh em làm thêm một cục đá mài bên đây nữa, theo như mình nghĩ vậy đó, là rất là hay, cũng rất là ok đó. Mình vừa có một cái máy cưa và một cái máy mài đá luôn đó, vừa có một cái máy cưa và đồng thời là bên đây cũng có cục mài đá, hoặc là anh em bỏ vô một cái nồi đánh bóng cũng được nữa đó, cái nồi giải á đó, bùi nhùi giải á, anh em bỏ vô đây anh em có thể là đánh bóng luôn cũng vẫn được, cũng rất là hay đó. Mình không cần tới cái mâm nhỏ nữa, là công như anh em cứ bỏ vô hai cái quạt đó là anh em xài cũng rất là tiện lợi cho anh em ha. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo luôn cái con máy số 5, máy cưa mâm số 5 máy cưa mâm này số 5 này thì con này nó có là hiệu là Nationan 7, con này nó thông số là 750W. Thì con này thì bây giờ là nó đang sử dụng điện 100V, thì anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ lên luôn 220V luôn cho anh em xem. Quên, sorry anh em, 220V luôn cho anh em đó, để cho anh em về anh em có cái thuận tiện nguồn điện anh em xài luôn ha. Thì con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 7 triệu nha anh em, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 7 triệu. Rồi bây giờ thì đó, con này thì cưa mâm đó, con cưa mâm cưa liên hợp này thì nó có một cái chìa khóa Sico nè, chìa khóa riêng của nó luôn, chìa khóa này để anh em thay lưỡi đó, mở lưỡi thay lưỡi. Rồi ok rồi, bây giờ sau đây là mình cũng xin test luôn cắt một hai đường cho anh em xem. Motor quá đẹp anh em, nhìn motor này, nước sơn riêng của nó còn rất là đẹp, motor rất là đẹp. Cái máy này thì nói chung nước sơn cũng còn khá là dễ nhìn, không đến đổi nha anh em đó, nước sơn cũng còn khá là dễ nhìn ha. Đó cũng như là máy này là mình sẽ bao cho anh em là zin hết đó, bao zin hết 100%.
Rồi. Cắm điện vô. Rồi qua đây mở chế độ on. Rồi mình sẽ cắt một hai đường cho anh em xem chơi. On. Đó, anh em thấy không? Cái máy mình hoạt động rất là êm. Cái này buộc vô bên cái máy luôn á, buộc vô trong cái lỗ đó. Máy hoạt động rất êm anh em. Cái này lên hết chưa? Để nó tăng lên. Đây nè. Cái này rất là mạnh luôn anh em ha. Anh em nghe tiếng máy chạy không? Nó chạy rất là êm luôn, chạy muốn không nghe tiếng anh em ha. Cái máy này nếu mà anh em có lỡ mà làm giấc tối cũng không bị phiền nhà kế bên nữa đó. Anh em nghe cái tiếng máy chạy không đó, mà động rất là êm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt đường dài cho nên xem. Còn nhỏ quá, nhỏ quá rồi kiếm cái gì á, kiếm cái đẩy ơi, lấy cái đẩy ơi. Trời ơi, đi ra quá ngon. Ồ, nó cắt kìa. Rồi. Anh em thấy không? Nó cắt như bầu luôn anh em. Nó cắt là như bầu luôn á. Rồi. Nó cắt đi chơi như bầu luôn. Lưỡi quá ngon. Rồi. Thì cũng như là mình cũng thích cái lượt qua cho anh em cắt vài đường gỗ chơi thôi. Thế là chiếc máy này hoạt động rất là tốt. Rồi, ốp rồi nha anh em. Ôi, cái này nguyên bộ này nếu mình mở ra chạy mọc được rồi. Nguyên bộ này mở chạy mọc rồi, khỏe luôn luôn á. Rồi, thì đối với lại cái con số 5 này á, máy cưa liên hợp số 5 này á, thì nó có hiệu là Hitachi nha anh em. Hiệu là Nationan. Đó, công suất là 750W. Thì cái motor này nó chạy motor 4. Thì cái motor này á, thì nó có dòng điện là 220V zin. Đó, thì anh em nào bây giờ là nó đã chạm cho điện 100 ha, anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ lên luôn cho anh em là 220V. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 7 triệu. Rồi bữa nay là cũng có một số mặt hàng mới về thì mình sẽ test lên đây mình để phục vụ cho anh em. Thì anh em nào có cần một cái máy nào thì xin liên hệ số 0914711438. Địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em mà muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ sạch vô Google Maps, dụng cụ cầm tay NT là Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.